Hello, xin chào. Hello. Hello, mấy cục cưng của tôi. Oi. Yes, sir. Thôi thì test outlaw cho mọi người xem nhé. Nó chỉ có hai viên một lần thôi. Nó giống kiểu shorty ấy, nhưng mà nó cho tầm dài. Nó là long ti. Thật ra nghe tiếng của outlaw nghe rất là sướng, nghe nó lực lắm luôn ấy. Đấy. Vào đầu sẽ là 238 này. Vào thân nhá. Vào thân sẽ là 140 và vào chân sẽ là 119. Nhưng mà nhá, con này nếu mà các bạn no scope thì thường là nó khó vào lắm nhá. Đấy. Cái outlaw này nó sẽ chỉ có hai viên đạn và nó sẽ gây 140 đam. Tức là cây này là một cây anti eco và anti giáp nhỏ rất tốt. Chúng ta test thử âm thanh cái này nhá. Này shotgun nó có nhắm. Nếu với đối phương full giáp thì hai viên á anh em á. Còn nếu mà giáp một thì một viên là chết rồi. Tùy cũng tùy theo khoảng cách nữa. Thử 50m. Cái này là hơn 50m rồi nha anh em nè. Tôi đứng xa hơn 50m nhá. Một viên người là vẫn 140 nè. Một viên đầu 238 này. Ôi. Ồ, spam nhanh không lịch nè anh em ạ. À. Lạ thế nhờ. Nó không delay. Hai viên nè. Viên thứ hai tôi không rescope lại nhá. Tôi đè luôn hai viên lần á. Khá ok nha. Hai viên 140 là có khi gần cuối game là bắn một viên vô người thôi hả, nó không chết. Ông nào mà kiểu mua giáp nhỏ là một viên là cúp, một viên vô người là cúp. Cái này dễ bắn nha, cái này khá là dễ bắn á. So với Marshall á, giá nó mắc hơn nhưng mà nó OP nha. Ừ, nó bắn hình như là nó ra đạn nhanh hơn. Nó ra đạn nhanh hơn. Tốc độ trang bị nó bằng cái Marshall. Chỉ có cái no scope thì hên xui. No scope hên xui thôi. Tại vì nó lệch hơi nhiều nè. Đứng yên ở đó. Ê, tôi bảo các bạn nhá, dùng khẩu này các bạn không bắn được như Marshall đâu nhá. Chân nào. 119 máu. Ok, lên đùi đi. 119 này. Chết nha, bắn vào đầu là chết các bạn nhá. Các bạn bắn nhanh ấy thì nó sẽ nhanh hơn Marshall rất là nhiều. Chỉ cần viên đầu anh em dính là viên sau anh em táp liên tục nó vẫn dính. Tôi nghĩ là anh em di chuyển nhiều nó vẫn sẽ lệch thôi, nhưng mà anh em đừng có di chuyển nhiều được. Kiểu anh em dạt ra bích ấy, thì anh em đứng luôn. Dành cho ông nào không thể bắn vô đầu đi. Ông nào mà muốn canh ngay người hai viên là đi bụi. Vậy là khẩu này sẽ là bắn eco. Tại vì các bạn biết không, tại vì nhiều anh em nhá vào cái round eco là sẽ mua cho mình cái giáp bột. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye, mai gặp lại. Bye bye mọi người.